đi tìm những con giáp may mắn được thần tài ghé thăm. Chính vì vậy mà những con giáp này cầu được ước thấy trong những ngày cuối tháng 4 của năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch. Và đây là những con giáp cực kỳ may mắn, luôn luôn được thần tài chiếu cố. Chính vì vậy mà những con giáp này trong những ngày cuối tháng 4 tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Và đây cũng là thời điểm khởi sắc trên con đường công danh và tài lộc của những con giáp này. Nếu như biết nắm bắt đúng thời cơ thì chắc chắn làm đâu thắng đó, tiền tài viên mãn. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp được thần tài ghé thăm vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến Thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về những con giáp cầu được ước thấy và luôn được thần tài ghé thăm trong những ngày cuối cùng của tháng 4. Thứ nhất là đối với con giáp người tuổi Dậu. Trong một thời gian này thì sự nghiệp của người tuổi Dậu cực kỳ vượng phát, vận may trên con đường thu nhập sẽ tiếp tục tăng theo tuổi tác. Với những chú gà là người chân thành, tốt bụng và hào phóng, về mặt tình cảm cũng là một người có trách nhiệm cao, yêu ai thì rất tình cảm và rất tận tâm, nên những người tuổi Dậu nhất định sẽ tìm được một tình yêu đích thực trong đời và thu được tình yêu ngọt ngào. Còn đường tiền bạc thì trong cuối tháng 4 này tiền bạc đầy nhà, hôn nhân thì thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên là tài vận vượng không có nghĩa là người tuổi Dậu có thể chủ quan. Nếu như mà chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán. Chính vì thế mà hãy là người tiêu dùng thông minh và suy nghĩ trước khi tiêu tiền. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Tý. Vào cuối tháng 4 này thì những người tuổi Tý gặp rất nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Với một vận khí không thể ngăn cản, ai làm ăn thì hợp tác làm ăn rất thuận lợi và thu lãi rất khủng, rủng rỉnh tiền tiêu trong cuối tháng 4. Với các nhân viên văn phòng thì may mắn nhận được sự hướng dẫn từ quý nhân và họ cũng có thể trở thành một nhân vật cốt cán của một tập thể. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Hợi. Về theo tử vi ngày mới cho thấy, vào cuối tháng 4 của năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch này thì bán hợp mang tới vận may và tài lộc cho những con giáp may mắn tuổi Hợi này. Và bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, vì là có người chỉ cho cách kiếm tiền dễ dàng mà không phải vất vả như mọi con giáp khác. Còn người làm công ăn lương thì cũng luôn luôn có những cơ hội gia tăng lương thưởng cho mình. Với đường tình duyên của người tuổi Hợi thì khá tốt đẹp là nhờ có tương hợp với những dông bão của cuộc đời thì không làm cho bản mệnh và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau. Tình yêu thì ngày càng thắm thiết và từ đây nó cũng tạo một nền tảng vững chắc cho tương lai của con giáp này ở phía trước. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Thân. Khi vào cuối tháng 4 này thì người tuổi Thân với mọi việc rất hanh thông, cuộc sống vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp thì cũng hanh thông, công danh thì thăng tiến, rất thích hợp để thể hiện mình. Và Thân thì có rất nhiều cơ hội được thăng tiến và nâng cao. Còn đường tài lộc thì trong những ngày cuối tháng 4 này cực kỳ dồi dào, bất kể là bạn làm trong ngành nghề gì, bạn đều có thể hái ra tiền và có những điều tốt đẹp nó đang xảy ra xung quanh bạn. Nên người tuổi Khỉ vô tư và trông đặc biệt là trẻ trung, tràn đầy năng lượng nhưng lại rất nhiều tiền. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về top 4 con giáp kiếm tiền giỏi nhất năm 2022 và nhận được nhiều phúc lộc trời ban, tiền tài lúc này tự tìm đến cửa. Về theo tử vi ngày mới nói rằng với những con giáp này là đang bước vào những giai đoạn thuận lợi, làm ăn hanh thông, kiếm tiền dễ dàng nên cuộc sống được cải thiện một cách rất tích cực. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Mão. Mão là con giáp đứng đầu trong danh sách những con giáp kiếm tiền giỏi nhất trong năm nay là phải kể đến tên người tuổi Mão. Bởi con giáp này là con giáp có tầm nhìn xa trông rộng, rất khôn ngoan và nhạy bén, luôn có khả năng kiếm tiền rất tốt. Và trong năm Nhâm Dần 2022 thì người tuổi Mão sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc. Còn chuyện thăng quan tiến chức đó là điều rất dễ xảy ra. Lương thưởng cũng đang có dấu hiệu tăng rất nhiều, có thể nói là gấp 2, gấp 3. Còn người làm kinh doanh thì thu về nhiều lợi nhuận lớn sau một khoảng thời gian khó khăn. Với người làm công ăn lương thì cũng thuận lợi trên con đường kiếm tiền. Và nhìn chung thì dù làm trong lĩnh vực nào thì người tuổi Mão cũng có một mức thu nhập cực kỳ khủng trong năm 2022 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Tỵ. Đối với người tuổi Tỵ là người có tính cách tháo vát, giỏi phân tích, giải quyết các vấn đề đều hóc búa, và trong công việc thì họ luôn chú trọng với việc kiểm soát tình hình, không để mình rơi vào trạng thái bị động hay là mơ hồ. Với con giáp này cũng khá hòa đồng, khéo léo trong chuyện giao tiếp nên được rất nhiều người yêu mến. Và trong năm Nhâm Dần 2022 này thì đường tài lộc của con giáp này ngày càng rộng mở, với việc trở nên giàu có cũng sẽ nằm trong tầm tay với những con giáp này. Đối với người tuổi Tỵ thì cũng cần phải chịu khó quan sát, học hỏi với những kiến thức từ những thứ nhỏ nhất và không được bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với con giáp người tuổi Ngọ thì thường là con giáp có bản lĩnh, biết nhìn xa trông rộng và có một tham vọng rất lớn. Họ luôn luôn biết tận dụng những lợi thế của mình để có thể tạo ra bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp, có thể xoay chuyển về tình hình trong những lúc khó khăn. Và trong năm Nhâm Dần 2022 này thì người tuổi Ngọ sẽ gặp rất nhiều may mắn hơn về vấn đề tài chính và luôn có khả năng kiếm tiền ngày một tốt lên. Và từ giữa đến cuối năm thì những công việc của người tuổi Ngọ đã dần dần phát đạt, và đến cuối năm Nhâm Dần 2022 thì người tuổi Ngọ sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một thoải mái và dư dả. Từ đây cũng đã khiến cho rất nhiều người khi nhìn Ngọ với một con mắt thầm khen và ngưỡng mộ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Dậu. Đối với con giáp người tuổi Dậu là một trong những con giáp có khả năng sáng tạo và một ý tưởng làm giàu. Với con giáp này là con giáp không nói nhiều mà thường âm thầm bắt tay vào thực hiện, dùng những hành động thiết thực để thực hiện hóa và mọi mong muốn mục tiêu của chính mình. Và trong năm Nhâm Dần 2022 thì với khả năng kiếm tiền của người tuổi Dậu đã được phát huy một cách tối đa. Với con giáp này không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn luôn luôn được quý nhân đi theo phù trợ. Chính vì vậy mà luôn gặt hái được nhiều thành công một cách nhanh chóng nhất. Khi mà Dậu gặp khó khăn thì vẫn giải quyết tốt các vấn đề và nhanh chóng thực hiện mọi kế hoạch mà Dậu đã đặt ra. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.